Ok, hello anh em. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại. Để tôi thu hoạch mía phát. Nói chung là không có livestream nên không có hỏi được anh em gì nhiều anh em ạ. Nên là thôi, không có vòng vo nữa. Đi thẳng vào vấn đề hôm nay làm cái gì luôn, đúng không? Ok. Nhưng mỗi tội là anh em nhìn đồ của tôi này, giáp giếc và giày của tôi cũng sắp hỏng rồi. Nên là cũng hơi buồn một tí. Breaking. Thật sự là rất là sợ cái giày kim cương này tôi hỏng này. Rất là sợ giày kim cương của tôi hỏng. Thì ở trong làng tôi có thằng nó đổi sách sửa chữa đấy. Thì trước thì tôi đứng khá là lâu để tôi bắt nó đổi sách, rồi sau đó thì nó đổi được quyển sách sửa chữa. Thế nhưng mà nó khá đắt. Nó đến hình như là hơn 30 viên ngọc thì mới đổi cho mình cái quyển sách sửa chữa ấy. Đắt lắm. Thôi có gì dùng tạm ở nhà mình có a từ, từ từ. Đúng rồi. Tôi nhớ trước nhà mình có đồ bạc mà đúng không? Đâu ta? Đâu ta? Thằng làm sách đây. Thằng giáp anh em ạ. Lâu anh. Ui xịn chưa? À, đây này, ui quần này, quần tay xịn chưa này? Quần bạc cái này theo không dùng này, trời ơi. Có giày không? Có giày không? Có no quần và nón thôi. Quần 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 thay quần luôn chứ mà cái quần lưới làm gì đúng không? Ok. Còn giày thì sao? Thôi giày thì chắc là dùng tạm giày này nhỉ. Chó nhá. Ok, thì cái nội dung của tập hôm nay anh em ạ. Không có vòng vo đấy anh em ạ. Đúng như những gì tôi đã nói với anh em, đó là trong em á, nó không chỉ có mỗi cái con rồng ở đâu. Đó. Mà nó còn có cả gọi là thành phố em nữa anh em ạ. Đó. Thì là cái thành phố đấy ấy, nó cực kỳ là khó tìm anh ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm nó luôn. Thì để tôi nhìn lại xem tôi chuẩn bị đồ đủ chưa nhé. Đợi tí. Chung là vào trong đó cũng nguy hiểm anh em ạ, chứ mình cần xô nước. Nhưng mà cái xô nước của tôi đâu? Thì tôi mang ngọc mang theo ngọc Ender đi rồi. Cái xô nước của tôi đâu ấy anh em nhỉ? Chắc là do cái hồi trước tôi chết. Cái lúc mà tôi chết khi mà đánh với cái bọn lợn địa ngục á. Chắc là tôi bị mất cái xô. Bucket đây rồi. Đó, bucket hay là bucket thì ấy, chả biết. Ô này, ngon quá. Có giáp ấy luôn này. Thay vào luôn. Tốt. Có thay vào cái là bị giảm hẳn đi một cái luôn. Có giày này, có giày của con quá. Đây. Thôi thì mang giày Soul Speed thì hơi phí, thôi mang giày bạc cái đi. Đó. Trông hơi hơi xì ra. Để từ từ nào tôi kiếm đủ ngọc xong tôi chết cái sách sửa chữa với thằng kia đã. Chứ mà giờ dùng sợ hỏng lắm anh ạ nhé. Siêu torch. Thế có cái gì không ta? Còn cần cầm cái gì đâu anh em? Hết rồi anh em nhỉ? Tôi thấy cái này cũng đủ rồi đấy. Cuốc cùng cái thứ cần không ta? Tôi nghĩ phải mang thêm chút đá đi, vì là thì anh em nhớ trước thì mình xây thì trước là mình xây đi qua mình vượt biển lava đấy, nhưng mà khá là nguy hiểm khi mình thiếu đá anh em ạ, suýt chết đấy. Đó. Mang thêm chút đá đi. Ok, tôi đoán đủ đấy anh em ạ, đi thôi. Thì bây giờ ấy, nếu mà chúng ta muốn đến được cái chỗ, à đúng rồi, còn còn một cái nữa, còn một cái nữa, quả trứng rồng anh em ạ. Nếu muốn lấy quả trứng rồng ạ, chúng ta cần phải có cái cục này anh em ạ. Đó. Đá đâu, có đá rồi. Có bạc nữa. Đó. Hay lắm. Chỗ tôi làm cho anh em xem.
PI. Chưa đủ á, gỗ gỗ gỗ. Ê. Ô. Tôi không có gỗ à? Tôi bị thiếu gỗ à? Thôi tôi cứ cầm thêm một cái craft table đi cũng được. Đợi tí tôi chặt tí gỗ anh em ạ. Lạ ta hề. Sao tôi lại bị thiếu gỗ không ta hề. U chết 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 chết, từ từ á, từ từ. Phải đi đâu là phải đóng cửa nhà anh em ạ, chứ không là creeper vào nổ chết đấy. Đó. Bị thiếu gỗ chứ ghê chứ. Sao mà tôi bị thiếu gỗ ta? Tôi nhớ trước nhà tôi bán gỗ mà. Anh em đợi tôi chút đi chặt tí gỗ xong quay về làm đồ cho anh em. Đó, thì nếu mà mình mà có. Ui. Nhầm rồi. À đúng rồi. Múc nước luôn. Đó, ở đâu 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 đâu. Mình dùng nước của mình rồi mình trèo lên này này đó. Ok. Đó, thì nếu mà anh em mà có cái cục đẩy đó thì anh em có thể lấy được quả trứng rồng. Bởi vì là cái quả trứng rồng này nó hơi đặc biệt một tí. Đó là thì giống như trước là anh em vẫn đừng nhìn thấy tôi ở lòng á, là tôi cứ ấn nó vào là nó dịch chuyển qua chỗ khác á. Thế nên là chúng ta phải có cái cục đẩy, công dụng của nó là nó đẩy anh em ạ. Đó. Bam 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 bam. Nhà mình không có ngựa anh em nhỉ? Mà đúng rồi thì tôi làm gì có yên. Tôi làm gì có yên. Từ từ. Đó. Tôi nhớ luôn cái công thức làm cái cục đẩy đó rồi nè. Đó. Cái cục piston này là nó sẽ giúp mình đẩy hai lắm thế này, tôi làm thử cho anh em xem này. Đó. Một. Làm cái nút đó, mình làm cái nút này. Đó, xong mình để cái nút đây này, như này này. Đó, đẩy lên đây. Đó. Đó. Đó, thì mình sẽ đẩy cái quả trứng anh em ạ. Thì vào cái lúc mà mình đẩy quả trứng thì nó sẽ rơi ra anh em ạ và nó sẽ rơi vào kho đồ của mình. Đó, khá là hay. Cất tí đồ đi, nhiều đồ quá. Cất bạc bổng cái thứ đi, mình cần mang bạc bổng đi đúng không anh em? Cần đi. Giáp dục chắc là được rồi. Cất giày đi. À, đây cầm piston đi rồi này. Craft table có cần không? Cũng gậy đi à? Cái craft table cần không anh em? Craft table. Cứ cầm đi anh em nhỉ, thừa chắc mình vứt ở nhà. Gỗ thì chắc chắn là không bao giờ thừa rồi. Đi thôi anh em, từ từ tôi đi ngủ một cái. Yêu ơi yêu anh em. Cho tôi nhảy cái anh em nhá. Một hai ba. À hi hi, tôi nhảy cái xong rồi tôi thích. Đó. Bây chúng ta sẽ đi tiếp tục đi vào cái đường hầm đi qua địa ngục anh em ạ. Đường hầm lượng tử. Ừ, đi rồi. Đi rồi, đi rồi. Nè. Đó, anh em thấy cầu của tôi chưa? Chúng ta sẽ trèo trên này này. Đó, cái này là một trong những cái phát minh gọi tuyệt vời nhất của tôi luôn này anh em ạ. Đó. Chúng mình sẽ đi cực nhanh nếu mà chúng mình đi qua địa ngục. Chứ mà anh em mà chạy ở ngoài đời mà anh em cứ chạy đến cổng rồi là anh em chạy về nhà ấy thì tết tay anh em ơi nhá. Ui hello anh lợn, chết cha rồi. Cầm một đồ vàng vào. Ok rồi, an toàn rồi. Đây này, trước là mình bị bắn ở đây này.
con gắt rồi. Chứ mà chỗ này nó cũng nguy hiểm anh em ạ, nên là phải 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 cẩn thận. Ui rồi, tôi vẫn thấy tiếng con gắt nhá. Đâu rồi? Ơ, con gắt nó nằm ở dưới cái địa ngục hay gì? Ui từ từ nào, tôi nghe thấy tiếng con gắt rõ, rõ lắm, rõ lắm. Tôi phải nhìn xem nó ở đâu. Ok, cái kìa. Thế quái nào mà nó lại nằm ở đây? Quái nào mà nó lại nằm ở đấy anh em? Xuống xây cầu nhanh. Ui đau đau đau. Xây cầu, xây cầu. Xây cầu chốc thì mình còn trở về các bạn đó. Đây em thấy tôi điêu luyện không? Đó. Xong rồi đấy, đặt cái đuốc vào cho đẹp đấy, sáng chói. Chết cha rồi. Trước là mình không có cái gì, thế nên là mình xây cái chỗ này bằng cái cục đá làm chậm. Nhảy từ từ nhá, chứ không thì tuột ra khỏi đường ray thì chết đấy. Ok. An toàn, an toàn, an toàn. Đâu nhỉ? À, trước trước mình à đúng rồi, đúng rồi. À, cái kìa đó, cái cổng ấy kìa. Đó, anh em thấy nhanh không? Có gần không? Chứ mà thế này mà anh em mà chạy qua đó ấy, chạy hộc máu mũi ấy, nhá. Gần mà, nếu mà anh em mà muốn đi di chuyển nhanh ở trong này thì cứ làm cổng địa ngục của tôi nhá. Đó. Ok vào thôi. Ô nó bắt à, con gắt còn mất dạy. Ui còn mất dạy. Ơ sao bắn trúng thế mà. Trúng bắn anh lợn. Anh em thấy con lợn nó cầm cung nó đuổi theo con gà đâu. Ok đi vào thôi. À, đường hầm lượng tử của tôi. Rồi. Lâu anh. Ủa thằng ấy nó có nỏ luôn, hay thế. Sao mà nó tìm đâu ra cái nỏ hay thế. Thằng này là thằng lợn trong địa ngục, sau đó thì nó đi lạc vào trong cổng của tôi đó anh em. Thế nó quay qua đây á. Vào nha anh em. Chúng mình lại bị spawn ra chỗ này nữa à. Bao giờ thì tôi mới thì không bị spawn ra đây nữa đây. Bây giờ thì tôi phải xây đường đi qua kia. Ủa ôi, phải cẩn thận anh em, phải cẩn thận. Tôi thật là tôi cực kỳ sợ khi mà tôi phải xây mấy cái thứ này luôn ấy. Thì vì là tôi sợ độ cao anh em ạ. Thế nên là cứ mỗi lần xây thế này thì tay tôi nó bị toát mồ hôi lắm. Thì nó có nhiều khi mà tôi sợ đến độ mà tay tôi còn bị run cơ. Thế nhưng mà hôm nay thì đỡ hơn một tí, tôi không sợ lắm. Nếu mà anh em mà đi trong em thì anh em nhớ 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 tránh nhìn mặt cái bọn 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 hồng hồng, bọn dịch chuyển nhá, bởi vì chúng nó đánh anh em, mà chúng có đánh anh em vào lúc anh em xây cầu là anh em toang luôn đấy. Chưa xa phết nhỉ. Đó, tôi nghe tiếng của chúng nó kêu ấy, có vẻ như chúng con đang muốn chào tôi. Hello mấy anh kêu vừa vừa thôi mấy anh. Rồi, ui lâu anh tiến có chuyện gì, chào anh. Ui ui suýt tí nữa thì tôi nhìn thấy mặt nó đấy anh em. Hồi trước tôi dùng gọc cái dịch chuyển thì tôi chả nhớ là lúc ấy thiếu dịch chuyển nó qua chỗ nào. Ui đông thế, vì sao mà hôm nay đông thế. Hôm nay chắc là mấy anh ấy tụ tập có tiệc anh em ạ.
Chắc có tiệc bởi vì tôi đã giết xong con rồng ấy. Mà anh vui quá, mà anh tụ tập ăn chơi phết. Trứng nào đây rồi? Đây này, tôi thể hiện là cho anh em. Đấy, xong thì anh em đặt cái nút ở đây này. À, xem rồi. Ấn, ở đâu ấy? Ê, à đó đó, đây này. Đó, thì anh em ấn thì nó sẽ rơi ra quả trứng và anh em nhặt được đó. Đó, thế hệ tiếp theo ấy kìa đó. Đây là quả trứng rồng. Đó. À hi hi. Thế nhưng mà có một sự thật, đó là cái quả trứng rừng, đó là cái quả trứng rồng ấy, nó chả làm được cái quái gì anh em ạ. Thật. Ngoại trừ một chuyện, đó là nó sau này thì nó có thể dùng để làm ra thế hệ tiếp theo của rồng anh em ạ. Đó, thì nó đúng như cái achievement vườn mà chúng ta vừa nhận được ấy. Đây, bây giờ nếu mà chúng ta muốn đi vào trong thành phố En á, thì anh em có nhìn thấy cái cổng kia không? Anh em nhìn, anh em thấy nó hơi lạ lạ, nhưng mà thực ra nó là một cái cánh cổng nhỏ nhỏ đấy anh em. Đó, chúng ta sẽ phải đi vào trong cái cánh cổng ấy kìa. Thì nó rất là nguy hiểm anh em nhá, thật sự là nó rất là nguy hiểm. Đây này, bởi vì nó ở xa, vì sao mà nó cho mình cái cổng chỗ xa ra, nó chôn mình à? À, chôn mình anh em ơi. Thế này mà, ui ôi, phải cẩn thận nhá, thế này mà tôi chẳng may mà tôi bị rơi một phát mà tôi chết cái thì là coi như là tôi mất cái kiếm luôn đấy. Ô, cái gì đấy, cái gì đấy, lác lác à? Tôi vừa thấy cổng một chớp nháy ở phát đó. Sợ nhờ. Tôi hơi nhát gan anh em ạ, nên là tôi xây hai block cho nó an toàn anh em nhé. Ui, cẩn thận đừng có nhìn vào đầu mấy anh Enderman nhé, mấy anh lên rồi mấy anh đánh cho đấy. Nói chung là mình mà chơi ở trong em này nó nguy hiểm lắm anh em ạ, à, vì chẳng may mình rơi phát là coi như là đồ đạc của mình là mất hết sạch đấy. Mà tôi là tôi còn đang cầm cái thanh kiếm gọi là cực kỳ bá đạo này. Đó. Tôi không có muốn mất cái thanh ở đâu. Hôm nay chúng ta sẽ cố gắng tìm ra một thành phố em cho anh em xem. Hôm nay tôi sẽ cố gắng tôi tìm ra ra nó cho anh em xem nhá. Tôi đoán tàu về nó sẽ lâu hề. Nói chung là cứ 2 ngày thì tôi ra một video thôi. Tại à kia kìa. Nói kìa. Bây giờ mình xây cái đường qua. Nó đúng như những gì tôi vừa tính toán khi khi tôi ở nhà anh em ạ. Đó là chúng ta phải mang thêm đá, bởi vì là có mỗi tí đá nó không đủ. Thì đây thì cái kinh nghiệm của tôi ấy, đó là anh em phải đi đâu là anh em phải luôn cúi đầu xuống dưới đất. Ôi, nó mới phụt ra cái gì một tím tím ấy đúng không anh em? Đấy, kinh nghiệm của tôi là anh em đi đâu là anh em phải luôn cúi đầu dưới đất, phải ngoan đấy, phải ngoan nhá, phải ngoan nhá, phải lễ phép, chứ không là các anh Enderman các anh bực rồi thì các anh đập chết đấy. Sợ quá. Đây các em ơi. Rồi. Thế nhưng mà tôi để cho an toàn thật, tôi để cho an toàn. Tôi được cái là tôi hơi ngu, tôi kiểu tôi chơi game hơi gà. Nhưng mà tôi cẩn thận anh em ạ, nên là xây thêm tí cho an toàn anh em ạ. À. Nói chung là cái em này mà nó có nguy hiểm mấy thì nó không có giết được tôi đâu. Tôi ấy lắm, thông minh lắm. Ok. Thôi đi vào thôi nhá anh em. Anh em ơi, giá mà có ai đó mà chơi cùng với tôi thì tôi sẽ sẽ đỡ sợ hơn, chứ tôi đi một mình này tôi cũng sợ lắm anh em ạ. Thật. Tôi vào đây anh em, tôi vào đây. Cầu mong là tôi không chết anh ạ, thật sự. Đây này, thì anh em nhìn thấy cái cổng này nó nhỏ không?
Thế nên là anh em bắt buộc phải phải ném ngọc vào trong này. Thở cái đã. Ok, vào thôi. Ê, cái gì đấy? Remote gateway. Đây này, đây này. Tôi vào rồi này. À đây này, đây này. Đó, tôi ở ở ngay dưới cái ở ngay một cái cổng khác. Đây này đó. Anh em nhìn thấy không? Thì cái đây là một vùng đất hoàn toàn khác nhá. Thì chúng ta đã được dịch chuyển qua một cái vùng đất hoàn toàn khác anh em nhá. Đừng có nhìn mặt mấy anh Enderman nhá, không 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 đùa đâu nhá. Anh em thấy nó mọc ra mấy cái loại cây cối gì mà trông nó kỳ lạ không? Đó. Chết cha rồi. Hơi ít đá rồi. Hơi ít đá rồi thì không biết là tôi có xây được qua bên kia không. Ấn chặt cái nút shift nhá. Tôi ấn nút shift bằng cái ngón tay út anh em ạ, thế nên là ngó thế nên là tôi cũng không biết là tôi có ấn chặt không. Chẳng may mà rơi xuống dưới phát nhở. Chẳng may mà rơi xuống dưới phát tôi sẽ được đồn là thằng YouTuber ngu nhất hành tinh luôn. Thế nhưng mà tôi phải nói thật là tôi thú thật với anh em là đã có nhiều pha mà tôi chết ngu như vậy rồi anh em ạ. Đã có rất nhiều pha tôi chết ngu như vậy rồi. Chết cha rồi. Chúng ta bị thiếu đồ quá anh em ạ. Nó có nhiều pha mà tôi chạy ở trên cái cục mà đây này, tôi chạy ở cái đường thẳng này này thế mà tôi còn bị ngã xuống là cơ. Tôi đúng kiểu. Đây thôi thì chúng ta phải đào một chút đá ở đây anh em ạ. Đào chút đá rồi xây qua bên kia. Phải chăm chỉ mà đào thôi anh em nhỉ. Chứ mà thiếu đá thì biết sao. Ui. Ui. Thôi. Trả nó anh em ạ. Trên Minecraft tôi thấy là nó kiểu là nó cũng không gọi là đáng sợ cho lắm thật, nhưng mà nhưng mà kiểu là chơi chơi mình này thì nó hơi ghê anh em ạ. Thật chơi cùng anh em mình nó sẽ vui, kiểu mình chơi chơi hai đứa ấy, hoặc là chơi ba chơi chơi ba đứa, hoặc là chơi chơi cùng bạn bè thì sẽ đỡ sợ hơn, chứ mà chơi bình thường cái này thì nó cứ yên tĩnh ấy, nó cứ yên tĩnh này ghê lắm. Đi chậm chậm thôi, tôi đừng có chạy. Chậm chậm. Đấy tôi thật sự là không hiểu sao thì nó từng có một lần nhá. Từng có một lần là tôi chạy trên cái đường thẳng này thôi. Mà tôi có bị ngã được ấy. Cái kiểu tôi chạy trên đường thẳng này thì sau đó thì tôi trượt chân, tôi ngã xuống bên dưới và tôi chết. Tôi mất hết đồ luôn anh em ạ. Tôi đã fell out of the wall. Đó. Cố gắng lên, sắp xong rồi. Đuốc 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 ra. Cũng may bọn Enderman chúng có thấy mình, chúng nó không có đánh luôn đấy. Mình phải nhìn mặt bọn nó đã. Cũng may đây anh em ạ, chứ không mà tôi đang xây cái này mà chúng nó vào chúng đánh tôi cái là chết tôi rồi đúng không? Tôi còn có một ngọc kìa. Bình tĩnh nào. Sao ở đây có nhiều Enderman này, chẳng may tôi nhìn nhầm vào mặt chúng nó cái là chết các ạ. Chậm chậm. Ok. Bây giờ tôi sẽ xây cái đường tôi đi lên cái chỗ này. Nhưng mà cũng
cũng may hơn một chút anh em ạ, đó là trong End này thì nó chỉ có mỗi cái bọn Enderman thôi và con rồng ấy, nhưng mà mình đã giết con rồng rồi, chỉ có mỗi bọn Enderman thôi, thế nên là nó cũng đỡ. Chứ mà trong địa ngục anh em thấy nguy hiểm hơn không, thì nó còn một đống con đúng không, nguy hiểm hơn lắm. Thì tôi nghe nói là sắp tới là nó sẽ có bản bản update dành cho cái vùng đất này anh em ạ, đó, vùng đất em thì chả biết là nó có add thêm con gì mới không, nhưng mà nó mà add thêm con gì mới là nó nguy hiểm lắm ấy anh em ạ. Một, hai, ba, bốn, ok. Lùi lùi bình tĩnh anh em ạ. Chung là rồi làm gì cũng phải bình tĩnh. À, từ 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 từ. Nó cũng có một kinh nghiệm nữa. Đó là mình đi tới đâu là mình có thể phải cắm đuốc anh em ạ. Kinh nghiệm trong địa ngục đấy anh em. Tất nhiên rồi, chứ mà chả muốn bị lạc đâu đúng không anh em? Đây 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 đây. Thì đầu tiên tôi cho anh xem cái cây này là cái cây gì. Cái cây này là cái cây gì. Chặt thử cái. Chặt xong cái thì một đống từ trên trời nó rơi xuống. Đây là quả gì đây? Cái quả này ăn vào thì được cái gì không? Ô được này. Mình ăn vào thiếu dịch chuyển mình anh em ạ. Có vẻ là mình ăn vào thiếu dịch chuyển mình đến một chỗ bất kỳ anh em ạ, chứ mà nó không có dịch chuyển mình đi lên đằng trước hay sao đâu. Ui thế cũng nguy hiểm nhờ, chẳng lẽ dịch chuyển mình bay xuống vực thì sao? Tôi cố gắng tôi tìm được cái thành phố En có không, có không đó. Thì anh em tưởng tượng đó là cái nơi này nó là cái thế giới En này, nó là cái thế giới mà nó có rất là nhiều hòn đảo nó bay lơ lửng, nó giống như kiểu là ở ngoài vũ trụ ấy, ngoài thiên hà đó, có rất là nhiều cái hòn đảo nó cứ bay như này. Tôi nhận ra một điều là tôi thiếu đuốc rồi, hết đuốc rồi. Không còn đuốc, không có gậy đây, nhưng mà không có than. Đây là một sai lầm hơi đần độn của tôi. Nhưng mà không sao anh em ạ. Tôi vẫn còn một cái để tôi đánh dấu á, à, tôi cầm cái cục cái tôi đánh dấu. Sau này tôi còn quay về. Sau này mà anh em mà có vào rừng đi thám hiểm thì anh em cũng phải ở này chứ đúng không? Thì anh em cũng phải phải đánh dấu thì chốc là anh em biết cái đường nào thì anh em quay về chứ. Đâu ta? Khó tìm đấy anh em. Khó tìm đấy. Khó để tìm được một cái thành phố em đấy. Căng căng đó. Thì bây giờ thì anh em biết sao, nếu mà chúng ta muốn qua các hòn đảo khác ấy, thì xung quanh đây nó có hòn đảo nó gần gần không á, thì trước tiên là chúng ta phải lựa chọn đảo đã. Chúng ta phải lựa chọn cái đảo nó gần anh em ạ. Thì có không ta, xung quanh đây nó phải có cái hòn đảo nó gần gần ấy đó. Không có à? Thì chúng ta sẽ phải đào cái cục đá, thì về chúng ta sẽ là phải xây đường qua nó nhờ vừa nãy tôi làm cho anh em đấy đó. Thì tôi thấy là đây nó không có một cái hòn đảo nào gần, thì tôi nghĩ trước tôi quay trở lại cái hòn đảo ở chỗ này kìa, đây đây đó, thì tôi thấy cái hòn đảo đó thì có vẻ là gần nhất đấy đó. Thì chúng ta phải cố gắng để chúng ta đi qua các hòn đảo gần anh em, bởi vì nó có nhiều cái hòn đảo thế nó xa lắm, nhưng mà chúng ta bay qua đấy mà chúng ta không cẩn thận là chúng ta rơi xuống chết đó. Tôi đang đào đá ở trên trên mặt trăng đấy.
Trông cái chỗ em này cũng khá giống mặt trăng em nhỉ. Được nhiều chưa? 51 à? Đi thôi. Ở trong này có 3 thứ mà chúng ta rất là cần thiết anh em ạ. Thứ nhất là mấy cục đá, bởi vì chúng ta rất là cần mấy cục đá để chúng ta làm được đi qua các hòn đảo khác. Thứ hai là ngọc ngọc dịch chuyển đó, bởi vì là cái ngọc dịch chuyển này là nó giúp chúng ta bay qua được các hòn đảo khác á. Thứ 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 ba là cái quả này đó, nếu mình ăn cái quả này là dịch chuyển mình đi được một vài chỗ, thì tôi cũng mới nghĩ là vài cái ý tưởng cũng khá là hay từ cái quả này. Vậy nên là tôi nghĩ cái quả này nó sẽ rất là có ích. Cái quả đấy tôi không nghĩ là nó à, thực ra nó làm đồ ăn cũng được đúng không, ăn vào thấy cũng hồi thì cũng khá khá. Nào mình cố gắng mình xây thẳng qua đây một chút nữa là được rồi này. Ui, tôi xây vừa khít luôn này. Nó còn cái gì để mình đánh dấu không? Hết đồ đánh dấu rồi anh em ơi. Chết cha rồi, hết đồ để đánh dấu cái này là toang rồi. Thôi, nếu vậy thì thế dùng gỗ tôi đánh dấu anh em ạ. Tôi dùng gỗ tôi đánh dấu vậy. Thế nhưng mà cái gỗ này nó là cái gỗ trắng mới ghê chứ. À không, thì nó cũng hơi khác khác màu với cái màu em này chút rồi. Vậy được rồi. Đó, chưa là mình cứ chạy thẳng. Rộng nhờ. Anh em rộng không? Đừng có nhìn mặt mấy anh em đơ nhá. Xếp hạng. Ừ. Đó, chung là chúng ta sẽ cứ đi tìm như vậy thôi anh em ạ. Đây sẽ là một chặng đường rất là dài. Thế vì là thực ra là đoạn này thì tôi cũng tính là, bởi vì là tôi cũng nghĩ là tìm nó sẽ không dễ dàng, hay là tôi cũng tính tour. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là có nhiều người họ sẽ muốn xem tôi đi tìm hẳn, nên là chắc là đợi một lúc nữa, thì nếu một lúc nữa mà chưa tìm được thì tôi mới tour ha. Thì nếu mà anh em mà thích, nếu mà anh em mà thấy lâu quá thì anh cứ tua thoải mái nha. À, chung là tôi sẽ chạy xung quanh đây để tôi tìm cái NCT thôi. Khi nào tôi tìm thấy thì tôi sẽ báo anh em. Rộng lắm anh em ạ, rộng lắm. Tôi không muốn nhìn vào mặt mấy anh Enderman đâu. Bên kia có không? Chả nhìn thấy cái NCT. Thì cái NCT thì nó cực kỳ sáng anh em ạ. Vậy nên là chúng ta chỉ cần đi một tí là chúng ta thấy cái NCT luôn, nó sáng lắm. Con nhạc lên đấy anh em. Nhạc nghe nó đúng kiểu là mình đi vào hư vô ấy. Xa vậy. Thôi rồi. Đấy thì nói chung là tôi cứ đi tìm này thôi. Thì anh em đợi tôi 5 phút nhé. Khi nào tôi tìm ra thì tôi sẽ quay lại với anh em.
Tôi sẽ farm bọn Enderman này anh em ạ. Bởi vì chúng nó sẽ cho mình ngọc ngọc Tele đó. Quá hết đây nào các anh. Thì sao tôi nghe nó có tiếng, nó có con nào chết rồi ấy. Quá hết đây nào. Từ tới giờ tôi nhìn mặt cực kỳ nhiều đứa rồi đấy anh em ạ. Đó, tôi sẽ đứng tranh thủ farm một chút. Quá đó. Thì nếu mà anh em muốn xây cái chỗ farm này thì anh em xây chắn trên đầu này này đó. Thì vì là bọn này chúng nó quá cao. Thế nên là đôi khi cao quá nó cũng là một cái nó không tốt anh em nhá. Đó, từ nãy giờ tôi ton cực kỳ nhiều đứa luôn rồi. Đi qua đây các anh. Qua đây để cho em xin tí ngọc nào. Xin tí ngọc để dịch chuyển anh em ạ. Bởi vì đó, thì tôi sẽ cứ đứng và tôi farm như này thôi. Dịch chuyển thì giúp mình di chuyển giữa các hòn đảo còn nhanh hơn. Đó. Đông nhỉ, khá đông anh em ạ. Thế nhưng mà anh em thấy tôi cũng được kha kháng ngọc rồi đấy. Tôi được kha khá rồi anh em ạ. Ôi, tôi 9 viên rồi. Ok, tôi đi tiếp thôi. Anh em thấy nhạc không? Nhạc nó lại yên bình một cách kỳ lạ anh em nhỉ. Đi thôi anh em. Ok. Khi nào tôi tìm thấy cái NCT tôi sẽ quay lại với anh em nhá. Ok anh em. Thì sau một hồi chắc phải 20 phút anh em ạ. 20 phút tôi chạy hộc cả mặt để tôi tìm tìm cái NCT nhưng mà không tìm thấy anh em ạ, chưa tìm thấy. Thế nên là tôi nghĩ rằng tập hôm nay tới đây thôi anh nhá anh em. Sang tập sau khi mà tôi lên sóng chắc chắn là tôi đã tìm thấy cái NCT rồi. Vậy nên là tập sau chắc chắn là chúng ta sẽ gặp cái NCT anh em nhá. Ok, chào tạm biệt anh em nhá.